này nấu canh nó trên đây. Đây, nấu cắt nè. Con cá nó mình chiên. Nên là giờ thì mình sẽ ăn bữa ăn đậm đà cho ha. Thì rau cải xanh với mực ống nè. Còn đó là cá đỏ, cá đỏ sẽ chiên nha. Đang bắt cơm với làm canh đây. Làm canh trước mình sẽ chiên cá sau. Này chắc là làm nước mắm đây thôi. Cái gì mắc dữ rồi nè. Thank you.
có ông nữa, ông mà một tiếng mà đủ mà ông lặn, thấy ông lên ngớp vậy, không biết ông lặn thở sao đủ thấy đó. Tại không có oxy vậy? Không có oxy chứ, chỉ có đeo kiến thôi à. Ông danh sợ quá, mà khi chết đó lặn chuyên nghiệp đó, đó giờ luôn á. Tại chứ cái giống báo tám vậy. Đeo kiến vậy đó, đủ mà chết cái le xuống là đủ mà đẩy nào rồi gọi ghe là lên á. Không thấy đủ mà lên ngớp thở gì chứ. Quá hay đi chứ. Sợ đi. Thank you.